kênh Hai Đăng xin kính chào quý khách, chào các anh chị và các bạn, những anh em yêu mến dòng xe cơ giới. Thì Hai Đăng chuyên giới thiệu về các dòng xe cơ giới, thì mời các anh chị và các bạn quý khách cùng các anh em hãy tham khảo và ủng hộ kênh để biết nhiều về các dòng xe cơ giới. Hai Đăng xin kính chúc các anh chị và các bạn, các anh em sức khỏe dồi dào và có một cuộc tham khảo đầy ý nghĩa. Xin chào anh em. Thì hôm nay mình có ghé một cái bãi mới nữa. Thì theo sự nhu cầu của anh em đi tìm những con xe mini, thì hôm nay mình đến đây. Tại đây là có hai con xe mini 015, một con là Hitachi, một con là IHI nha. Thì mình sẽ giới thiệu đó anh em. Ở đây rất là nhiều xe nè. 30 có, rồi 20 có, tới 30 từ 1 rồi có, rất là nhiều xe. Cho nên giới thiệu theo sự nhu cầu của anh em, thì mình sẽ giới thiệu về hai con 015 này luôn. 015 là xe mini nha, chưa tới 01 nha anh em. Mini nha, chứ không phải là 015 lớn đâu nha, 015 nhỏ mini nha. Thì mời anh em cùng mình để mình sẽ giới thiệu hai con xe mini này cho anh em nha. Thì anh em nào mà đang quan tâm đang tìm những con xe mini như thế này, 0508 hay là 05 gì đó, thì anh em cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình thờ của mình đó, thì mình sẽ cho xem chi tiết và mình có thể anh em cần xem xe mình dắt ra đây để xem xe luôn. Mình chỉ giới thiệu thôi, còn vấn đề giá cả thì mình có thông báo giá công khai trên này, thì anh em diện trả giá rồi thì sẽ anh em làm việc trực tiếp với chủ xe, mình không có dính dấp tới giá cả nha. Mình không phải là cò kiết, cho nên mình không có dính dấp tới cái chuyện giá cả. Anh em thông cảm, anh em cứ liên hệ với mình sẽ dắt đến làm việc trực tiếp với chủ xe nha. Xe nhập là biết máy là ok rồi, không cần phải mà nổ máy nữa. Nói xe nhập là biết rồi. Hai con này là quá đỉnh luôn. Cái này là xe của người ta nha. Cho nên mình cũng có không chuyên sâu về nhiều, mình không nói nhiều chị. Thì theo như mình biết thì mình có hỏi qua chủ xe rồi, thì chủ xe cũng thông báo với mình cũng thông báo lên đây luôn, cái giá công khai luôn. Thì hai con này, con IHI là với lại con Hitachi này, thì hai con đều là 15 hết nha. Và giá của hai con này là bằng giá nhau là 150 triệu nha, giá có thương lượng nha anh em. Đó, thì anh em nào cần quan tâm thì cứ alo trực tiếp số điện thoại của mình trên màn hình đó, rồi mình sẽ cho biết thêm chi tiết hình ảnh. Rồi cần coi xe thì mình sẽ dắt đến đây coi xe luôn, và anh em làm việc giá cả trực tiếp với chủ xe luôn nha. Mình chỉ quay theo yêu cầu của anh em, thì mình quay giới thiệu đến anh em, rồi anh em nào cần thì mình cứ dắt đến làm việc trực tiếp với chủ xe luôn. Mình không có dính dấp tới cái chuyện giá cả rồi, nó phiền hà lắm không? Tại vì mình cũng phải là cò kiết, cho nên mình không có dính dấp tới giá cả. Thì anh em cứ alo trực tiếp cho mình thì mình cho xe mình đánh hoặc là dắt tới đây nha. À, kính thưa anh em, thì hôm nay mình có ghé một cái bãi mới, dựng theo nhu cầu vô của anh em. Thì mình có ghé quay hai con mini đây, một con là Hitachi 15, một con là IHI cũng 15 luôn nha. Thì mình sẽ quay chi tiết hai cái con mini này cho anh em nha, anh em xem nha. Cái con Hitachi này 15 với lại con Y 15 này thì nó đều là chân thục thò hết nha. Và con Hitachi thì gầu lớn nha, con Y thì gầu nhỏ, gầu cáp quang. Thì chân nó thục thò, thì chân nó mà thục vô hết thì một mét nha. Một mét, mà cái con Hitachi thì chân nó thục vô hết là một mét à. Nó thục ra là con 1m2. Cái con IHI này ấy, thì
nó thụt vô hết thì cũng 1 mét, nhưng mà nó thụt ra hết thì nó có 1,4 mét nha. Con này nó thò ra hết thì 1,4 mét, lớn hơn con Hitachi nha. Mà con Hitachi thì 1 mét, thò ra hết thì có 1,2 mét. Lộn, con Hitachi này là chân không có thụt thò nha. Con IHI mới là chân mới thụt thò, còn Hitachi là nó không có thụt thò, là nó 1 mét nha. Hitachi AX15 nha. Còn IHI đi. Đây là TB015 nha. Hai con đều là tay lái thủy, tay lái nách hết nha. AX15. Là mini này là dùng cho anh em nào mà làm vườn là quá tuyệt vời nè. Nhỏ xíu xíu luôn. Làm vườn thì còn gì bằng. Gầm viết với đồ của con AHI nè. Cô ráo đẹp đẽ lắm. Xích đồ vẫn còn đẹp nha này. Nói chung hai con này là con nào cũng còn đẹp. Sơn dinh hết luôn. Thế này là xe, hai con này là đều là nhập hết luôn nha. À, còn sơn dinh hết luôn nha. Con Hitachi gào lớn hơn nè. AI thì gào cấp quan, gào nhỏ nha. AI là chân thục thò nè. Hiện giờ nó đang thò ra thì nó khoảng 1,4 mét nha. Còn con Hitachi thì nó không có thục thò, thì nó 1 mét à. Hai con là xích sắt hết luôn nha. Mấy anh em nhìn thấy sao chứ mình thấy hai con này là sử dụng cho làm vườn, làm trong nhà là rất là ok, rất đẹp luôn, rất hợp luôn nha. Còn AI nó không có mui, sẽ nó trần truồng không biết, không có mui đây. Và con Hitachi lại có mui nha. Cái tì năng như có tì năng nó có hơi rỉ nhớt rước nha. Còn tì am thì khô ráo nha, gạo rồi vẫn khô ráo nha. Còn AI coi khô ráo hết trơn. Cái cần của AI này hình như là có sơn tút lại nè. Mình thấy là cần con AI này có sơn tút lại nè. Đúng rồi, cái cần này tút sơn lại rồi. Thì mình thấy là con Hitachi là đẹp hơn, tay lái nách đẹp. Mà để mình quay hai cái máy của hai con này coi cho anh em coi. Con Hitachi này đúng là máy Isuzu luôn nè. Isuzu 3 máy luôn nha em. Xe mini, xe nhỏ nhưng mà là máy Isuzu 3 máy luôn nha. Rồi con này thì khỏi nói rồi, mạnh cực kỳ. Bơm thì bơm nhông nha. Bơm nhông máy Isuzu 3 máy. Rồi con này nhỏ nhỏ mà có vỏ nè. Quá đẹp luôn. Để coi cái máy của
cái máy của con EFI thứ sao. Rồi EFI này cũng là ba máy luôn nha anh em. EFI của nó cũng là ba máy luôn, máy mới chát luôn. Bơm thì cũng là bơm nhông. Trời ơi, hai con này là máy xe mini nhưng máy đồng còn là ba máy không nha. Thôi chứ con này thì khỏi, hai con này khỏi chê rồi. Quá đỉnh luôn, làm vườn thì biết bao giờ nó mới hư được hai con này. Ba mấy luôn. Rồi anh em thông cảm, mình chỉ quay thôi nha, ở đây thôi. Tại vì không có chủ xe ở đây cho nên không có chìa khóa, không có nổ máy được nha. Mình chỉ quay qua anh em thấy toàn bộ xe này là hai con này là xe nhập hết. Cho nên không nổ máy cũng không sao ha. Không cần phải nổ máy nữa ha.